Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 442. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiếm Văn. Thời gian ngày 22 tháng 10 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông. Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, bài kệ tụng thứ 6 của Thần Chủ Biện. Phật kiến chúng sanh thường khủng bố, lưu duyện sanh tử đại hải trung, thị bị Như Lai vô thượng đạo, lòng kỵ ngộ giải sinh hân diệt. Đây là Diệu Hoa Long Kỵ Chủ Hải Thần. Pháp môn ngài tu học là diệt nhất thiết chư thú khổ, giữ an lạc giải thoát môn. Mở đầu bài kệ tụng nói: Phật kiến chúng sanh thường khủng bố. Do đó có thể biết những thần chủ biển này, những chúng thần này chính là hóa thân của chư Phật Như Lai. Chúng ta ngày nay đọc câu này, cảm xúc sâu cực kỳ. Vì thế gian hiện đại đang bị một số phần tử khủng bố tập kích. Một số quốc gia khu vực, người dân thân tâm bất an, sống trong nỗi sợ hãi thật sự là thường khủng bố. Nếu sa vào đời sống này lâu dài thì chúng ta không khó nghĩ đến tinh thần phân liệt, được người thế gian hiện nay nói, chúng ta nói là bệnh tinh thần. Cơn bệnh hoạn này nhất định là mức độ gia tăng sẽ lớn. Đây không phải là chuyện nhỏ, đó thật sự là tai nạn lớn. Thế gian rất nhiều chúng sanh sa vào trong khủng bố. Bây giờ rất ư nghiêm trọng. Gần đây nhất tôi thường hay nghe đồng tu từ bên Mỹ, Canada
truyền tin cho tôi, gọi điện cho tôi, hỏi tôi phải làm sao. Đương nhiên Khổng Phu Tử từng nói rằng nguy bang bất cư, loạn bang bất nhập. Đó là Phu Tử dạy chúng ta. Nhưng chúng ta hiện nay đang sống trong môi trường này, sống trong thế giới này, chúng ta không thể nào tránh đi được. Song người học Phật tóm lại phải giác ngộ. Người sống trong thế gian này không thể không chết. Cho nên học Phật tuyệt đối không kiêng tránh chữ chết. Nhất là Tịnh Tông, Ấn Tổ của chúng ta, lão nhân gia ngài dạy người nên thường xuyên dán chữ chết lên trên trán, nghĩ rằng tôi rồi phải chết. Tại sao dạy người như vậy? Dạy người ta tâm luôn phải đề cao cảnh giác. Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực tu hành. Nhân sinh tử cổ ai không chết? Chết yểu với sống lâu có gì khác nhau đâu? Vì chuyện này tóm lại ta phải nhìn bình thản. Đừng sợ sệt. Đối với sự sống không tham luyện, đối với sự chết không lo sợ. Người như vậy thì có điều kiện học đạo. Nhất là đồng tu học Phật, Phật trong tất cả kinh luận bảo chúng ta rằng vũ trụ rất lớn, quý không phải là cảnh giới được sáu căn trong một đời của chúng ta tiếp xúc mà có thể biết hết được. Chúng ta có thể tiếp xúc không gian ba chiều mà người thông thường nói. Còn bốn chiều trở lên, không gian vô lượng vô biên. Phật nói cho chúng ta mười pháp giới. Chúng ta ngày nay sống trong nhân pháp giới. Trong súc sanh pháp giới có một bộ phận là sống trong không gian ba chiều, chúng ta có thể tiếp xúc với chúng. Còn có một bộ phận súc sanh không phải là trong không gian ba chiều, chúng ta không tiếp xúc được. Chúng ta chưa từng nhìn thấy, cũng nghe nói người xưa từng giảng qua, trong sách cổ từng có ghi lại, nhưng thế gian hiện giờ thì không có. Có phải là đã tuyệt tích như loài khủng long hay không? Rất khó nói. Khoa học gia chứng minh cho chúng ta địa cầu này đã qua một trận đại hồng thủy chí ít đã có 4 lần. Mỗi một lần cách thời gian đều rất dài, mấy vạn năm, mấy mươi vạn năm.
phát sinh đại hồng thủy một lần, cả lục địa bị nhấn chìm xuống, vỏ đất bị thay đổi nghiêm trọng. Đó gọi là bãi bể nương dâu. Điều này chúng ta có thể tin tưởng. Vì sao rất nhiều người lên núi thám hiểm, sau khi trở về nói với chúng ta, chỗ cao nhất trên dãy Himalaya nhìn thấy một số hóa thạch của loại thủy tộc trong biển. Những loài cá trong nước làm sao có thể chạy lên núi cao được? Tôi nghĩ trước đây núi Himalaya nhất định là ở dưới đáy biển, gió đất thay đổi làm nó nâng lên, còn lục địa lúng xuống. Sự thay đổi này nằm trong suốt cả quá trình lịch sử của địa cầu, nó là điều bình thường. Một sự thay đổi như vậy, sinh vật trên địa cầu hình như đều bị tuyệt diệt. Mọi sinh vật sống phải trở lại từ đầu. Đó là điều mà một số người được tắm gội bởi khoa học cũng có thể chấp nhận, đều không nghi ngờ. Cho nên sanh tử là chuyện rất bình thường. Nhưng sanh tử là đại sự. Nó lớn ở đâu? Sau khi chúng ta chết đi về đâu? Chuyện này là lớn đấy. Chúng ta không sợ hãi sanh tử, bản thân chúng ta nhất định phải biết sau khi chết đi về đâu. Còn phải biết cả đời chúng ta là đến từ đâu nữa. Nếu biết mình đến từ đâu, tương lai sau khi chết đi về đâu, thì chúng ta đối với sanh tử một chút sợ sệt đều không có. Hôm nay chúng ta học Phật là vì sao? Chính là vì đại sự này. Không những là chuyện tiền, chúng ta phải sống cuộc sống mỹ mãn rốt ráo. Nếu lơ là đại sự tương lai, thì một đời của chúng ta sống uổng rồi, sống phí rồi. Bất luận sự nghiệp của bạn huy hoàng thế nào, bạn giàu sang đạt đến đỉnh cao cực độ, thì kết quả trong thành tích đều bằng số không. Đó mới là chuyện thật sự đáng sợ. Còn chuyện sanh tử thì không cần sợ. Do đó có thể biết tu đạo là đại sự. Phật gia tu đạo là tu gì? Giới định trí tuệ. Đó là đại sự. Điều này không thể lơ là. Mấy người giác ngộ được? Một số đồng tu xung quanh chúng ta học Phật rất nhiều, phải chăng là giác ngộ thật? Quan sát kỹ lưỡng thì vẫn cứ là mê hoặc điên đảo, vẫn cứ bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, bị ngoại cảnh chuyển, thì há có lẽ không sợ hãi ư? Mấy người thật sự giác ngộ được, thật sự tỉnh táo được, như Kinh Lăng Nghiêm nói, nhược năng chuyển cảnh tác đồng Như Lai, họ có thể không bị chuyển bởi hoàn cảnh bên ngoài, mà có năng lực chuyển hoàn cảnh. Đó là giác ngộ thật sự. Chúng ta phải làm người giác ngộ, phải làm một người giác ngộ thật sự. Cho dù hiện tại vẫn chưa có năng lực chuyển hoàn cảnh, chí ít ngày nay chúng ta có thể đứng vững chân trong hoàn cảnh.
không bị chuyển bởi cảnh giới. Sau đó lại nghĩ bày phương pháp nâng cao cảnh giới trí tuệ của mình lên, nâng lên đến cảnh giới năng chuyển. Thì một đời này không qua suông, không uổng phí. Thần chủ biển có năng lực gì? Giúp đỡ những chúng sanh sợ hãi trong lưu chuyển sanh tử này. Thị bỉ Như Lai vô thượng đạo, bỉ là chỉ những chúng sanh chịu khổ khủng bố này, khai thị vì họ, thị hiện vì họ. Như Lai vô thượng đạo là gì? Giáo học của Phật gia không giống với thế pháp hiện đại. Phật gia dạy học mở đầu là đem Như Lai vô thượng đạo dạy cho bạn. Sau đó lại từng bước giúp đỡ bạn nâng lên, giúp đỡ bạn đạt đến viên mãn rốt ráo. Nếu chúng ta hỏi vô thượng đạo rốt cuộc là gì, đó là điều mọi người hết sức quan tâm. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật đã nói kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng là giảng trong Long Cung. Chúng đương cơ là Long Dương, là người một nhà với thần chủ biển. Phật cáo Long Dương: Bồ Tát hữu nhất pháp, năng ly nhất thiết thế gian khổ. Câu nói này quan trọng. Nhất thiết thế gian chính là chính pháp giới. Chúng ta ngày nay nói hết thảy mọi chúng sanh của các chiều không gian khác nhau, mỗi loài có khổ báo mức độ khác nhau. Bồ Tát có phương pháp gì có thể lìa tất cả khổ thế gian? Điều này chúng ta không thể không xem trọng. Một pháp này là pháp nào? Phật nói ra rằng trú giả thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, thường niệm thiện pháp là tâm của bạn thiện, tư duy thiện pháp là tư tưởng của bạn thiện, quán sát thiện pháp là hành vi của bạn thiện. Phật dạy cho đại chúng cần phải luôn khiến thiện pháp trong mỗi một niệm đều được tăng trưởng, không cho mảy may bất thiện xen tạp. Đoạn khai thị này quá quan trọng. Đó là Như Lai vô thượng đạo. Dạy điều gì? Dạy cho kẻ sơ học. Bạn tiến vào Phật môn, Phật dạy bạn điều này. Mấy câu này trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
hoàn toàn tương ứng với tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, ở trong Quán Kinh, phu nhân Di Đề Hy gặp phải biến cố gia đình quốc gia, đối với nhân sinh buồn lòng đến cực độ, không muốn sống. Bà là đệ tử Phật, bà minh bạch đạo lý. Người gặp đầy đọa lớn đi nữa, khó khăn lớn đi nữa, cũng không được tự sát. Tự sát không thể giải quyết vấn đề, chỉ càng làm vấn đề phức tạp hơn, kiếp sau càng khổ. Do vậy bà hiểu được, bà không có ý nghĩ tự sát. Bà tìm Thích Ca Mâu Ni Phật, thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật. Bà biết thế giới chư Phật mười phương rất nhiều, thế giới này không tốt, tôi có thể di dân đến thế giới khác không? Chúng ta hiện tại nói là di dân, trong Phật Pháp gọi là giảng sanh. Ý nghĩa của giảng sanh tương đồng với di dân chúng ta nói ngày nay. Bà động ý nghĩ này, Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng từ bi. Phật không chủ động giới thiệu cho bà, Phật dùng thần lực đem thế giới chư Phật mười phương triển hiện trước mặt bà, giống như chúng ta bây giờ xem TV vậy. Tự bạn xem, tự mình chọn. Sau khi bà xem xong, bèn nói với Thích Ca Mâu Ni Phật: thế giới cực lạc của A-di-đà Phật tôi xem rất hay, thế giới này rất lý tưởng, tôi rất muốn giảng sanh. Cầu Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bà làm sao có thể giảng sanh đến thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Phu nhân Di Đề Hy đã chọn đúng, thật không hổ là học trò giỏi của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật trước khi dạy bà phương pháp, trước hết dạy bà tu tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước là cơ sở tu hành. Nếu bạn không đủ điều kiện này thì không có cách gì nữa. Tịnh nghiệp tam phước tổng cộng là 3 điều 11 câu. Sau cùng Phật nói 3 điều này là tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Câu này nói rất quan trọng. Tam thế quá khứ hiện tại vị lai, hết thảy mọi chư Phật từ phàm phu chúng ta, bất kể bạn tu pháp môn nào, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, bất luận bạn tu pháp môn nào, đều phải lấy đó làm cơ sở. Nếu không có cơ sở này, bất luận pháp môn nào bạn đều tu không thành công. Giống như xây nhà vậy, tịnh nghiệp tam phước là đắp nền đất. Bất luận bạn xây nhà kiểu gì, xây nhà cao bao nhiêu, thì nền móng là như nhau, phải đắp nền cho tốt trước đã. Nếu bạn không đắp nền thì mãi mãi bạn chỉ có thể xây lợp lều tranh thôi. Chính là đạo lý này. Cho nên chúng ta ngày nay nhìn thấy rất nhiều người tu hành, bất kể tại gia hay xuất gia, họ có thể thành tựu hay không, bạn cứ nhìn xem cơ sở của họ có tốt hay không.
Điều thứ nhất là phước nhân thiên. Người còn làm không tốt mà bạn còn muốn làm Phật ư? Đâu có đạo lý này. Điều thứ nhất, bốn câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chính là tu mười nghiệp thiện. Nếu không thể làm trọn viên mãn Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì bạn là đại bất hiếu. Bạn không làm được hiếu thân, bạn cũng không làm được phụng sự sư trưởng. Thật sự làm tốt được hiếu thân tôn sư thì ắt hẳn làm trọn trong Thập Thiện Nghiệp Đạo. Vì vậy, nếu bạn không thể tu học Thập Thiện Nghiệp Đạo thì bạn học Phật là học uổng. Bạn chỉ có thể kết một pháp duyên trong Phật môn. Cửa ngõ của nhà Phật bạn chưa bước chân vào. Đừng tự cho mình là học Phật. Thọ Tam Quy, thọ Bồ Tát giới là giả thôi. Phật Bồ Tát không thừa nhận. Chẳng những Phật Bồ Tát không thừa nhận mà quỷ thần cũng không thừa nhận. Quỷ thần cũng không thèm đếm xỉa. Lời tôi nói là nói thật. Cần có móng rễ của Thập Thiện Nghiệp Đạo, bạn mới có thể nhập Phật môn. Nhập Phật môn tu gì trước tiên? Tu Tam Quy Y trước. Cho nên điều thứ hai, thọ trì Tam Quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi, là thiện tiểu thừa. Thập Thiện Nghiệp Đạo đều không có thì làm sao bạn có thể có Tam Quy? Tam Quy là cương lĩnh tu hành trọng yếu của Phật Pháp truyền cho bạn. Tam Quy là giác nhi bất mê, chánh nhi bất tà, tịnh nhi bất nhiễm. Bất kể bạn tu pháp môn nào, đó là phương hướng chung, cương lĩnh chung, lộ tuyến chung của tám vạn bốn ngàn pháp môn, của vô lượng pháp môn. Thử hỏi hôm nay từ sáng đến tối, bạn đối người, đối sự, đối vật, bạn có làm được giác mà chẳng mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm hay không? Bạn có làm được không? Nếu bạn vẫn cứ là mê tà nhiễm thì bạn chưa quy y. Quy là quay đầu, bạn chưa quay đầu. Bạn cũng không có nương tựa. Quy chính là từ mê quay đầu, phải nương giác ngộ. Từ tà quay đầu lại, phải nương chánh tri chánh kiến. Từ nhiễm ô quay đầu lại mà nương vào tâm thanh tịnh. Bạn không quay đầu thì bạn cũng không có nương tựa. Thì một pháp sư ở đâu thọ Tam Quy là giả chứ chẳng phải thật. Tự cho mình là tín đồ Phật giáo, tự cho mình là chiếu theo kinh điển tu hành, từ đến cuối cùng vẫn là rơi vào trong ba đường ác. Không thể trách người khác, hoàn toàn phải tự trách mình. Không biết một chút gì về Phật Pháp, mê tín. Phật Pháp là gì không biết, tìm mơ mơ hồ hồ, học mơ mơ hồ hồ, tương lai đọa tam đồ cũng mơ mơ hồ hồ.
không thể nào thành Phật mơ mơ hồ hồ được. Không có chuyện đó đâu. Ba cương lĩnh chung, lộ tuyến chung này bạn nắm bắt được rồi sẽ đi như thế nào? Hạ thủ từ trì giới, đó là cụ túc chúng giới bất phàm uy nghi. Ấy là thực hiện trọn thập thiện, nâng cao thập thiện đi lên. Bạn là đệ tử Phật chân chánh nhập môn rồi, bạn không có hiếu thân tôn sư, thập thiện nghiệp đạo, thì bạn không tiến vào Phật môn được. Thật sự thì có được mấy người chân chánh học Phật? Điều thứ ba trong tam phước là Bồ Tát Đại Thừa phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa khuyến tiến hành giả. Làm như thế cơ sở của bạn mới được kiên cố. Bất luận bạn tu học theo pháp môn nào cũng có thể thành tựu. Ngay cả chọn pháp môn nào, ấy là căn tánh của chính bạn, sở thích của chính bạn. Phật không gượng ép. Chúng ta học Phật phải bám rễ ở chỗ này. Bạn không có gốc rễ, không có cơ sở, ấy là giả, chứ không phải chân thật. Cuối cùng ắt hẳn là uổng phí. Thần biển ở đây, thị bỉ Như Lai vô thượng đạo chính là nói điều này. Chúng ta nhất định đừng xem thường thập thiện nghiệp đạo. Quý vị xem rất nhiều tranh vẽ tượng Phật, chúng ta thường thấy trên đầu Phật đều có ánh sáng tròn, trên đỉnh ánh sáng tròn viết ba chữ. Ba chữ này có tiếng Hoa, có tiếng Phạn, có tiếng Tạng, tôi đều thấy qua. Văn tự khác nhau nhưng nội dung của nó hoàn toàn giống nhau, phát âm cũng giống nhau. Úng A Hùm, ba chữ này có nghĩa là gì? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Là thân nghiệp. A là ngữ nghiệp, khẩu nghiệp. Hum là ý nghiệp. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta tu hành cũng là chỉ thị này: khéo hộ ba nghiệp, thiện hộ khẩu nghiệp bất cư tha quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Đó là ba chữ Úng A Hung này. Ba chữ này chính là thập thiện nghiệp đạo. Là thân nghiệp thanh tịnh, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. A là khẩu nghiệp thanh tịnh, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói thô á, không nói thêu dệt. Hung là ý nghiệp thanh tịnh, không tham, không sân, không si. Các vị phải hiểu được, đến quả địa rốt ráo Như Lai thì thập thiện nghiệp đạo mới làm viên mãn. Giáo học của Phật từ sơ phát tâm, từ lúc bạn vừa học đã dạy bạn, mãi đến khi cứu cánh viên mãn đều là pháp này.
Do đó có thể biết pháp môn vô lượng vô biên, thầy đều là làm tròn viên mãn thành tựu thập thiện nghiệp đạo mà thôi. Chuyện như vậy, đó chính là Như Lai vô thượng đạo. Lòng kỳ hải thần, ngài làm trọn rồi, ngài mới thật sự lý giải, sanh lòng đại hoan hỷ. Chúng ta nói là pháp hỷ sung mãn. Lại xem bài tiếp theo. Bài thứ bảy: chư Phật cảnh giới bất tư nghị, pháp giới hư không bình đẳng tướng, năng tịnh chúng sanh suy hoặc vọng, như thị trì dị năng tuyên thuyết. Đó là vị thứ bảy. Phổ trì quan vị chủ hải thần, pháp môn được ngài tu học là tịnh trị nhất thiết chúng sanh chư kiến ngu si tánh. Điều này không dễ. Bệnh lớn căn bản của tất cả chúng sanh chính là ngu si. Nhất là nói về tánh ngu si. Tánh này là thể của ngu si. Làm sao mới có thể phá ngu si của tất cả chúng sanh? Nhất định phải giác ngộ. Phật pháp tu học có thể chia đại khái thành ba giai đoạn: nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ, tuệ có thể phá phiền não ngu si. Phiền não ngu si cũng gọi là căn bản vô minh, phải nhờ trí tuệ. Trí tuệ chắc chắn là đến từ trong định. Các vị đồng tu đều phải hiểu. Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm hay lắm: nhớ khi chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Đó là nói mọi chúng sanh trong chính pháp giới, bao gồm bản thân chúng ta bên trong. Chư Phật Như Lai có trí tuệ bao nhiêu thì ta cũng có. Chư Phật Như Lai có năng lực thần thông bao nhiêu thì ta cũng có. Chư Phật Như Lai có tướng hảo trang nghiêm, ta cũng có giống như ngài. Thấy đều viên mãn trọn đủ. Tại sao chúng ta ngày nay lại ra nông nỗi này? Vốn dĩ là Phật, tại sao thành ra thế này? Trong Kinh Phật một lời nói thấu: đáng dĩ vọng tưởng chấp trước nhi bất năng chứng đắc. Chúng ta chịu thiệt ở đây. Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, cho nên mất đi trí tuệ đức tướng đồng dạng với chư Phật Như Lai. Sự mất này không phải là mất đi thật, mất này gọi là mê thất. Khi nào giác ngộ rồi thì khi đó nó sẽ khôi phục. Cho nên chúng sanh thành Phật, trong Kinh Phật nói Phật bất độ chúng sanh, lời này là nói thật.
Ai độ chúng sanh? Tự mình độ. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Phật nói cho chúng ta chân tướng sự thật, chúng ta nghe thì minh bạch. Vốn dĩ là chúng ta khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, mới làm mất mát đi vô lượng trí tuệ đức tướng của mình. Chúng ta hiểu rồi. Ngày nay nếu chúng ta đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, từ bỏ đi, trí tuệ đức tướng của chúng ta không khôi phục lại sao? Do đó có thể biết thành Phật quả thực là tự mình thành tựu. Cho nên Phật nói không độ chúng sanh, Ngài nói lời thật, Ngài tuyệt chẳng cậy công, mà đó là nghĩa vụ Ngài nên làm. Tất cả chúng sanh chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm giúp đỡ Ngài. Chỉ cần họ chịu học, chắc chắn là Ngài sẽ dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi để hiệp trợ họ, định thành tựu họ. Phật Bồ Tát đối với sự tình này thấy rất rõ ràng. Vấn đề chính là xem bạn có rõ hay không. Nếu bạn cũng rõ ràng thì mê ngộ chỉ là trong một niệm. Bạn một niệm quay đầu thì bạn giác ngộ. Nếu bạn không chuyển quay đầu lại thì bạn mãi mãi là phàm phu. Những nỗi khổ trong lục đạo thì bạn tự chịu, bạn không thể không chịu. Trí tuệ của bạn sẽ không mở. Chúng ta học Phật ngày ngày cầu mở trí tuệ. Vì sao trí tuệ không mở? Chính là vì vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn, bạn không chịu buông xuống. Buông xuống là vấn đề giải quyết rồi. Tại sao không chịu buông xuống? Thực tại bất đắc dĩ, đành phải nói là nghiệp chướng sâu nặng. Còn có cách nói nào hay hơn? Bài kệ này chính là giúp đỡ chúng ta khai ngộ, thuyết minh chân tướng sự thật. Chư Phật cảnh giới bất tư nghị. Do đó có thể biết, có thể nghĩ được thì không phải là cảnh giới của chư Phật. Chư Phật cảnh giới bất tư nghị. Tư là vọng tưởng phân biệt chấp trước, nghị là nghị luận. Nhất chân pháp giới, bạn nghĩ ngợi xem, nhất là chân, nhị là vọng. Chúng ta khởi tâm động niệm là rơi vào hai ba, đó không phải là chân. Khởi tâm động niệm rơi vào hai ba thì có thể tư, có thể nghị. Đó là biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới. Trong nhất chân pháp giới chắc chắn bất tư nghị, cũng tức là chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó chính là nhất chân. Mới khởi tâm động niệm là mê rồi.
Các vị phải hiểu được, nhất là giác, nhị là mê. Khởi tâm động niệm là mê rồi. Không khởi tâm, không động niệm là giác. Trong đó còn có sai biệt rất vi tế. Nếu bạn thật sự làm được điều gì cũng không tưởng, thì vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều không có. Tự mình nhập vào cảnh giới của Phật, trên thực tế là cảnh giới gì? Vô tưởng định. Cũng tính là khá. Vô tưởng định tương lai quả báo ở đâu? Ở tứ thiền vô tưởng thiền. Bạn rơi vào trong vô minh, thì chẳng phải là Phật Pháp. Phật Pháp là gì? Thiền định của Phật Pháp là có định, có tuệ. Định tuệ bằng đều, cũng tức là chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhưng cảnh giới bên ngoài biết được rõ ràng minh bạch. Họ không phải là vô tưởng định, không phải là ngu si. Khi không ai hỏi họ, họ hoàn toàn ở trong định. Na già thường tại định, không có khi chẳng định. Khi gặp người thỉnh giáo với họ, không có dạng nào họ không biết. Bạn nói rõ ràng đâu đấy, mọi việc đều suôn, giúp người ta giác ngộ. Mặc dù bạn khai thị với họ, bạn diễn giảng với họ, bất luận là nói dài hay nói ngắn, nói sâu hay nói cạn, thực tại là như thế nào? Thực tại là bạn không hề nói. Vô thuyết nhi thuyết, thuyết nhi vô thuyết. Cảnh giới này gọi là bất tư nghị. Lời này rất khó hiểu. Đó là chuyện thuộc về cảnh giới trên. Thật sự khế nhập cảnh giới này, bạn thể hội được cảnh giới này. Câu tiếp theo là pháp giới hư không bình đẳng tướng. Nói cho các vị, khởi tâm động niệm là bất bình đẳng. Bạn nói tôi có cách nghĩ của tôi có cách nhìn của tôi, đó đều là bất bình đẳng, là tri kiến phàm phu. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát không có ý kiến. Vì sao? Vì Ngài không có cách nghĩ, Ngài không có cách nhìn, Ngài cũng không có cách nói. Một số cách nghĩ, cách nhìn, cách nói của Ngài đều là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cho nên thuyết nhi vô thuyết, vô thuyết nhi thuyết. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, Ngài phủ định toàn bộ, bảo Ngài không hề nói một chữ. Nếu có người nói Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp, đó thật sự là hủy báng Như Lai. Không hề nói một chữ, nói 49 năm. Đó là chuyện gì? Tự chính bạn tham cứu kỹ lưỡng. Ở đây tôi không nói nhiều. Cái chân mới có thể phá vọng, chứ vọng không thể phá vọng. Sau đó năng tịnh chúng sanh suy hoạt vọng. Như Lai với Pháp Thân Bồ Tát là chân, cho nên Ngài có năng lực giúp đỡ chúng sanh. Chúng sanh căn tánh có ba bậc: người lợi căn nghe Phật thuyết pháp thì giác ngộ liền ngay, hiển tiền được lợi ích. Họ chuyển mê làm ngộ,
chuyển phàm thành thánh, là người thượng căn. Người trung căn thì không được điều này. Người trung căn nghe Phật nói pháp, đại pháp thậm thâm, họ nghe không hiểu. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng họ trồng thiện căn. Đó gọi là một lần lọt tai mãi gieo giống đạo. Trồng thiện căn, họ có tiểu giác ngộ chứ không có đại giác ngộ. Họ biết phải đọa ngã tu thiền, phải phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ mặc dù họ không làm được, nhưng họ hiểu được. Và chỉ là họ làm đoạn ác tu thiện được, ấy là lợi ích mà người trung căn được. Người hạ căn vô tri hoàn toàn, hoàn toàn không thể chấp nhận, thậm chí còn hủy bán. Điều đó cũng không phải vội, cũng có chỗ hay. Gieo được nhân xa, trong A Lại Gia Thước gieo chủng tử Phật pháp cho họ. Chủng tử này khi nào thành thục thì rất khó nói. Có người phải qua ngàn trăm kiếp, có người phải qua ức vạn kiếp, chủng tử này mới khởi hiện hành. Những đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Phật giới điều chúng ta nói đều là cảnh giới bất tư nghị. Kinh Hoa Nghiêm toàn là cảnh giới Phật, toàn là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta ngày nay giảng giải ở đây là nói cạn. Vì sao? Vì đối tượng học tập đều là căn tánh trung hạ, không phải là thượng căn lợi trí. Thượng căn lợi trí khi đã nghe nói có thọ dụng hay không? Có. Hàng thượng căn lợi trí nghe qua là họ khế nhập cảnh giới. Nhưng chúng tôi vẫn lấy trung hạ căn làm đối tượng chủ yếu. Vì vậy không phải hoàn toàn nói cảnh giới quá sâu. Chúng tôi phải hạ trình độ thấp lại, hạ cho người căn tánh trung hạ có thể tiếp nhận, có thể hoan hỷ, tin nhận dân làm, thì có thể được lợi ích. Đó là năng tịnh chúng sanh si hoặc vọng. Vấn đề cũng tức là nơi chỗ phiền phức. Thế gian này người thật sự hoằng dương chánh pháp rất ít. Thời gian chánh pháp thất truyền quá dài, thế là đại chúng xã hội đối với Phật pháp nảy sinh nghi hoặc cực kỳ nghiêm trọng. Thứ nhất là xem Phật pháp như tôn giáo, đó là sai rồi. Phật pháp không phải là tôn giáo. Hồi trước tôi ở Miami giảng một chuyên đề nhận thức Phật giáo, tôi nói rất rõ ràng, nói rất minh bạch, Phật pháp không phải là tôn giáo. Phật pháp là gì? Phật pháp là giáo dục, Phật pháp là dạy học.
Dùng lời nói thông thường của người ngoại quốc thời nay, Phật Pháp là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Thích Ca Mâu Ni Phật là người nào? Thân phận như thế nào? Phật là gì? Chữ Phật là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là giác giả. Chúng ta đang dùng phiên âm của nó. Nếu phiên từ ý nghĩa thì là Thích Ca Mâu Ni Phật, giác giả. Giác giả nói rõ hơn một chút là người giác ngộ. Người Trung Hoa nói người giác ngộ Thích Ca Mâu Ni là ý nghĩa này. Người giác ngộ này, thực tại mà nói, họ có danh hiệu hay không? Họ không có. Người giác ngộ không có danh hiệu. Lão Tử của Trung Hoa cũng biết, danh khả danh, phi thường danh, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh là giả danh. Danh hiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật là tông chỉ dạy học của Ngài, lộ tuyến chung dạy học của Ngài. Ngài ở trong địa cầu chúng ta, muốn dạy dỗ những chúng sanh như chúng ta. Ngài thấy rất rõ ràng những chúng sanh như chúng ta khuyết điểm nhiều, nhưng khuyết điểm nặng nhất là tự tư tự lợi. Đối đãi với người khác, một chút lòng từ bi đều không có. Cho nên lộ tuyến dạy học của Ngài được xác định trong hai chữ Thích Ca. Thích Ca phiên thành tiếng Hoa có nghĩa là nhân từ, năng nhân. Nếu chúng ta có thể lấy lòng nhân từ đối đãi tất cả chúng sanh, đó là ý nghĩa của Thích Ca. Ngoài ra, tâm phàm phu của thế gian chúng ta bất định, hồ tư loạn tưởng, tâm duyên ý mà. Cho nên danh tự dùng Mâu Ni. Mâu Ni có nghĩa là thanh tịnh. Với mình tâm địa phải thanh tịnh, với người khác phải từ bi. Đó là một người giác ngộ. Danh hiệu của Ngài có ý nghĩa này. Cho nên danh hiệu chính là phương hướng dạy học, tâm chỉ dạy học trong giai đoạn của Ngài. Đầu có mê tín, tịnh trị nhất thiết chúng sanh, chư kiến ngu si tánh. Thực tại nói là một sự tình không dễ dàng. Quan trọng nhất là bản thân chúng ta. Nếu bản thân chúng ta không có cách gì đối trị, chúng ta làm sao có thể giúp đỡ người khác? Trong kinh Phật thường giảng, tự kỷ dị độ, nhi năng độ nhân, vô hữu thị xứ. Không có đạo lý này. Nếu muốn độ người khác, tự mình nhất định phải đắc độ trước. Hay nói cách khác, loại phiền não ngu si này, bản thân chúng ta nhất định phải hạ quyết tâm đoạn trừ nó. Hạ thủ từ đâu? Chỉ cần noi theo phương pháp trong kinh điển dạy chúng ta là được. Mấu chốt là bạn phải làm nghiêm chỉnh. Không phải nói là tôi hiểu rồi, hiểu thôi thì chưa có tác dụng. Ngộ, cổ nhân nói có hai loại, giải ngộ và chứng ngộ. Giải ngộ không có tác dụng. Tôi hiểu rồi, tôi minh bạch, nhưng tôi làm không được, không có tác dụng. Cần tự mình phải làm được. Cũng tức là nói, chứng ngộ mới có tác dụng.
Nhưng thật sự nếu muốn làm được, cần phải làm từ cơ bản. Cơ bản là làm người. Đầu tiên phải hiểu mối quan hệ của người với người, mối quan hệ của người với môi trường sống thiên nhiên. Đương nhiên là tiến bộ hơn lại biết mối quan hệ của con người với trời đất quỷ thần thì càng hay hơn. Cho dù điều sau cùng khó, bạn không tài nào lý giải, thì hai điều trước bạn phải hiểu được. Căn bản làm người, Nho Gia nói là luân thường đại đạo. Hành đạo chính là làm trọn luân thường trật tự của ngũ luân. Vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè. Vua tôi nói theo lời thời nay là lãnh đạo và bị lãnh đạo. Ngũ thường là đức hạnh cơ bản, nhân nghĩa lễ trí tín. Không thể làm trọn điều này, hay nói cách khác, bạn không làm được nhân đạo. Nhân đạo không làm tốt thì bạn phải biết là bạn mất thân người, sau khi chết đi liền vào tam đồ. Bạn chính là ngạ quỷ, súc sanh địa ngục. Bạn có thể làm trọn luân thường đại đạo, có thể làm được. Sau khi chết, bạn vẫn có thể được thân người, không bị mất thân người. Nho nói là ngũ thường, Phật nói là ngũ giới. Ngũ giới thực tại nói chính là nhân nghĩa lễ trí tín. Không giết là nhân từ. Không trộm là nghĩa. Không tà dâm là lễ. Không nói láo là tín. Không uống rượu là trí. Nho với Phật đều dạy người ta như thế. Chúng ta phải hạ thủ từ khoa mục cơ bản, phải làm người cho tốt trước, sau đó mới có thể bàn đến tu giới, tu định, khai trí tuệ. Người cũng làm không tốt thì bạn còn bàn gì nữa. Do vậy thời nay học Phật khó. Thật sự khó ở đâu? Thật sự khó ở chỗ chúng ta làm người không tốt. Không hiểu làm người, không biết làm người, không biết tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Lòng tham nặng là đường ngạ quỷ. Lòng sân khỏe, lòng tật đố nặng là đường địa ngục. Ngu si cũng tức là xử lý thiện ác. Thị phi đều không phân biệt được rõ ràng là đường súc sanh. Làm đến làm đi đều không có cách nào thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nguyên nhân là gì? Làm người không tốt.
Làm người trong Phật môn là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Bộ kinh này là đại căn đại bổn của người học Phật, người tu hành. Bộ kinh này không thể làm trọn thì toàn bộ những thứ khác đều không cần nói. Làm gì cũng đều là làm giả. Bất luận bạn là học thiền, học giáo, học luật, học mật, cho đến là niệm Phật, toàn bộ đều uổng phí. Cho nên người niệm Phật phải ghi nhớ thế giới Tây Phương là Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta có phải là người thượng thiện không? Nếu không phải là người thượng thiện, dù bạn niệm Phật hiểu được nhiều đi nữa cũng không thể giảng sanh. Bạn không đủ điều kiện, bạn không có tư cách đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều là người thượng thiện. Bản thân chúng ta phải suy nghĩ rất bình tĩnh. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có thể làm gương tốt cho đại chúng xã hội sao? Nếu không thể, không thể khởi ý nghĩ, lời không thể nói, sự không thể làm. Cho nên đối với điều gì là Phật Pháp, Phật giáo là gì, tóm lại phải làm rõ ràng, minh bạch. Tuyệt đối không phải là tin tưởng mơ mơ hồ hồ. Quy y là gì? Trì giới là gì? Trì giới là sống đời sống của Phật Bồ Tát. Học Phật tóm lại là học giống như Phật. Không thể học thì chẳng giống. Quả nhiên học Phật, học được có mấy phần giống thì họ có mấy phần hiệu quả, thì sẽ có gương. Nhất định nếu người ta nhìn thấy gương này, đặc biệt là người hiện đại, họ mới tin tưởng, họ mới động lòng. Mặc dù tin tưởng, mặc dù động lòng, nhưng có thể chuyển qua hay không? Chưa hẳn. Đó là thật đấy. Chúng tôi ở Singapore. Singapore có vị cư sĩ tên là Hứa Triết. Trước đây bà đến chỗ tôi yêu cầu được làm đệ tử Phật. Khi ấy bà đã 101 tuổi. Bà hỏi tôi rằng bà có tư cách làm đệ tử của Phật không? Tôi nói tư cách của bà đều có đủ cả rồi. Bà cầu thọ quy y, tôi không những chứng quy y cho bà, ngay cả chứng thư ngũ giới tôi đều đưa cho bà. Tại sao bà làm được hết? Năm nay 103 tuổi. Mọi người nhìn thấy bà đều rất hâm mộ. Già mà chẳng suy. Bà nói rất hay. Chúng ta phải sống lâu, chúng ta không phải già. Do vậy bản thân bà tự xưng bà là người trẻ trung 103 tuổi. Bà vẫn đang phục vụ cho một số người già. Bà chăm sóc hơn 20 người già, người bệnh, ngày ngày chăm sóc người khác.
phục vụ vì những người ấy. Bà vẫn rất có tâm tưởng, muốn mở một viện lão nhân. Cả đời bà từng mở 6 viện lão nhân. Vì tuổi tác bà đã lớn, không thể làm quản lý, cho nên tất thảy bà đều giao lại hết. Thực tế tuổi tác mặc dù lớn, nhưng năng lực và thể lực quản lý bà quả thực là có. Cả đời chăm sóc người khác, không nghĩ gì đến mình. Thân tâm thanh tịnh, không nhiễm mấy trần. Cho nên độ tuổi mặc dù là 103 tuổi, song tình trạng thân thể, tinh thần, thể lực của bà quả thật là như người 30-40 tuổi. Cả đời không hề sanh bệnh. Thân thể khỏe mạnh. Một ngày ăn một bữa. Bà ăn một bữa giữa trưa. Bữa ăn này bà ăn rau sống. Dầu, muối, đường, những thứ gia vị này bà đều đoạn tuyệt hết. Đời sống của bà quay về tự nhiên. Nếu bạn nói những thứ này không có dinh dưỡng, người ta sống đến 103 tuổi, tình trạng thân thể giống như người trẻ trung 30-40 tuổi, tai mắt không nhạy, mình tay mau lẹ. Người 40-50 tuổi bình thường còn không thể sánh với bà. Thích đọc sách, tâm địa thanh tịnh. Người hâm mộ bà rất nhiều, người thấy bà rất nhiều. Có ai học bà hay không? Ta nhìn thấy dù chỉ là một người học cũng không có. Vì sao? Người bình thường cho rằng đời sống của bà quá khổ, chịu không nổi. Phật giáo hóa chúng sanh cũng lại như vậy. Chúng sanh chịu không nổi. Nhưng nếu bạn muốn thành tựu, thì bạn cần cách làm như vậy. Bạn phải y giáo phụng hành, phải biết điều Phật giảng từng câu đều là lời chân thật, từng câu đều là lời lợi ích, có lợi ích cho chúng ta, có ưu điểm chân thật. Có thể phá trừ ngu si của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay. Ngu si là bệnh căn của chúng ta. Lại xem bài tiếp theo. Phật nhãn thanh tịnh bất tư nghị, nhất thiết cảnh giới tất cai lãm, phổ thị chúng sanh chư diệu đạo, thử thị hoa quang tâm sở ngộ. Biểu diễm hoa quang chủ hải thần. Pháp môn ngài đã tu học là xuất sanh nhất thiết biểu chủng tánh bồ đề tâm. Bồ đề là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là giác ngộ. Tâm vốn dĩ là giác ngộ. Tâm giác ngộ vì sao lại mê? Vì sao không giác ngộ?
lại biến thành ngu si như thế, chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các vị phải hiểu, vọng tưởng chính là ngu si. Phân biệt chính là trần sa phiền não, chấp trước chính là kiến tư phiền não. Con người chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước là tướng luân hồi hiển tiền. Lục đạo luân hồi vốn dĩ không có. Trong chân tâm tự tánh, không những không có lục đạo luân hồi, mà mười pháp giới cũng không có. Do đó có thể biết, mười pháp giới lục đạo đều là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Diễn Gia Đại Sư trong Chứng Đạo Ca nói hay lắm: giác hậu không không vô đại thiên. Khi nào bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống thì bạn giác ngộ. Sau khi giác ngộ, không những lục đạo không có, mười pháp giới cũng không có. Giống như nằm mộng rồi tỉnh dậy. Nhưng Phật Bồ Tát từ bi, những người giác ngộ, họ tỉnh dậy, trong mộng còn có rất nhiều chúng sanh đang thọ khổ nạn. Đó gọi là thuyền từ quay lại. Họ quay trở lại. Trở lại làm gì? Trở lại giúp đỡ những người chưa giác ngộ. Đó gọi là đại từ đại bi, từ bi đến cực độ. Không phải nói mình giác ngộ rồi là mình xong xuôi. Vừa xong rồi không dễ gì rời khỏi thế gian khổ nạn này. Họ có lòng từ bi, họ có lòng thương xót, họ có lòng đồng tình, họ quay trở lại. Trở lại họ không phải vì mình, trở lại là vì chúng sanh. Sau khi trở lại, chúng ta phải hiểu họ ở thế gian những khổ nạn này họ có thọ hay không. Vì hiện tướng nói là họ có thọ, đó là biểu diễn cho mọi người xem. Trên thực tế họ chẳng thọ. Khổ lạc ưu hỷ xả, họ đều chẳng thọ. Đó gọi là chánh thọ. Cái họ thọ là chánh thọ. Phàm phu chúng ta thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Trong kinh Phật nói là năm loại thọ. Thọ này là thọ chẳng bình thường, lục đạo phàm phu đều có. Câu thứ nhất, kỵ tụng nói Phật nhãn thanh tịnh bất tư nghị. Kim Kim Cang nói Phật ngũ nhãn viên minh, nói năm loại mắt. Kim Hoa Nghiêm nói mười loại mắt. Viên minh đáng quý. Đủ đức mới gọi là bảo. Phật có, chúng ta cũng có. Đáng tiếc chúng ta ngày nay mê mất rồi. Phải giác ngộ. Nhất thi cảnh giới tất cai lãng. Phật nhãn viên minh thì xuất thế gian, quá khứ vị lai, Ngài đều thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Vì sao? Vì không có chướng ngại.
Chúng ta ngày nay kiến có chướng ngại, Phật không có chướng ngại. Do đó có thể biết, chúng ta có sự tình không thấy được rất nhiều rất nhiều, Phật đều thấy được. Phật thấy rõ, Phật rõ ràng. Chúng ta nhất định phải tin tưởng lời của Phật. Phật là người trở lại. Trong kinh Kim Cang Phật nói rất hay: Như Lai thị chân ngữ giả, chân thì không phải giả, thật ngữ giả, thật thì chẳng hư, như ngữ giả. Điều này đã nói như vậy, hoàn toàn giống với chân tướng sự thật, không thêm chút nào, cũng không giảm bớt chút nào, nói hoàn toàn giống với chân tướng sự thật. Chúng ta lại không tin tưởng nữa là sai rồi. Lời Phật giảng ở đâu? Trong kinh điển ghi chép đều là như vậy. Cho nên kinh điển từng chữ từng câu đều là lời chân thật. Chúng ta phải tin tưởng, đừng cho rằng thứ này là mê tín. Mắt thịt chúng ta không thấy được, Ngài nói cho chúng ta là có. Ngài có thể thấy được, chúng ta không thấy được. Giống như dụng cụ khoa học hiện đại X-quang, tia tử ngoại rất thường thấy. Mọi người đều rất quen thuộc chúng. Xuyên qua những quang tuyến này, có thể nhìn thấy, mắt thịt của chúng ta đều không thấy được. Các loại sóng ánh sáng khác nhau thấy đều không có chướng ngại đối với Phật. Cho nên những điều Ngài thấy là viên mãn. Chúng ta là thiên kiến. Từ thiên kiến sản sinh lậu chấp kiên cố, chấp trước sai lầm. Chúng ta chịu thiệt thòi lớn rồi. Phật giúp đỡ chúng ta phát Bồ Đề Tâm, phổ thị chúng sanh chư diệu đạo. Diệu đạo là vốn có, Phật vì chúng ta truyền thuyết, vì chúng ta thị hiện, khiến chúng ta nghe được, thấy được, có chỗ thể ngộ. Cũng phải làm hiển phát được Bồ Đề Tâm của chính chúng ta. Bồ Đề Tâm, Kim Luận, mặc dù cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa giống nhau. Thể của Bồ Đề Tâm chính là tâm chân thành. Chân thành đến cực điểm, không dối mình, không dối người. Tâm của chúng ta phá không được là nguyên nhân gì? Tự mình lừa dối mình. Lừa dối người khác không cần nói, tự mình cũng lừa luôn mình. Họ làm sao không lừa dối người khác? Dối mình, dối người, tâm chân thành không có. Vì vậy tác dụng khởi Bồ Đề Tâm đương nhiên là không có. Tác dụng khởi Bồ Đề Tâm có hai loại: một là đối với mình, một là đối với người khác. Với mình là hảo thiện, hảo đức.
với người khác là đại từ đại bi. Tác dụng của Bồ Đề Tâm đương nhiên không có. Thể của bạn không có thì tác dụng đâu đến? Lời Phật dạy rất nhiều rất nhiều trong kinh luận giúp đỡ chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Các vị nhất định phải hiểu, khi Bồ Đề Tâm chẳng phát thì niệm Phật chắc chắn không thể giảng sanh. Vì sao? Vì Tịnh Độ Tông là Đại Thừa Phật Pháp, không phát Bồ Đề Tâm thì không thể giảng sanh. Có lẽ có người hoài nghi. Tôi thường hay gặp những vấn nạn này. Có rất nhiều bà cụ trong làng không biết chữ, cũng không biết niệm kinh, rất ngốc, rất ngu si, không biết gì cả. Bà niệm một câu A-di-đà Phật, niệm mấy năm bà giảng sanh thật. Biết trước giờ đến, bà thì đứng ra đi, bà thì ngồi ra đi, bà không phát Bồ Đề Tâm, làm sao bà có thể giảng sanh? Câu hỏi này hay lắm. May mà Ngẫu Ích Đại Sư trong Di Đà Kinh Yếu Giải có giải đáp. Ngài giải đáp hay, cởi bỏ nghi vấn này cho chúng ta. Ngài nói một người nhất tâm nhất ý, chỉ có một ý niệm này, muốn cầu sanh thế giới cực lạc, muốn thấy A-di-đà Phật, đối với thế gian hoàn toàn không có mảy may lưu luyến. Tâm này chính là vô thượng Bồ Đề Tâm. Chúng ta nghĩ xem lời của Ngẫu Ích Đại Sư nói rốt cuộc là đúng hay không? Tôi đã nghĩ kỹ càng, càng nghĩ càng thấy đúng, càng nghĩ càng thấy có lý. Sau khi giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tiếp nhận lời Đức Phật A Di Đà dạy, Bồ Đề Tâm của họ mới phát ra rõ rệt. Hiện tại những bà cụ này niệm Phật giảng sanh, Bồ Đề Tâm đã phát rồi, chính bà cụ không biết. Nếu bạn hỏi bà Bồ Đề Tâm là gì thì bà không biết, nhưng bà thật sự có điều kiện giảng sanh. Loại người này Phật môn chúng ta gọi là bà làm người lão thật, lão thật đáng quý. Do đó có thể biết những người như chúng ta đều là không lão thật. Người lão thật chân chánh thì rất đáng quý. Cổ đại đức có câu nói: duy thượng trí dữ, hạ ngu bất di. Hai loại người này dễ dạy. Người thượng trí thì họ nghe là giác ngộ sáng lẻ, họ sẽ không bị chuyển bởi cảnh giới bên ngoài. Người hạ ngu, họ lão thật, lão sư dạy họ sao họ làm vậy, họ tuyệt đối không thay đổi, tuyệt đối sẽ không tin lời người khác, họ chỉ tin tưởng lão sư của họ. Hai loại người này dễ dạy. Khó nhất, phiền phức nhất là chẳng thượng chẳng hạ, lòng nghi rất nặng. Mặc dù đang học giáo rất dụng công, vẫn cứ là bản tính bản nghi, không thể từ bỏ tập khi phiền não của mình. Đó là tự họ làm chướng ngại.
Cho nên chư Phật Bồ Tát quả thật là phổ thị chúng sanh chư diệu đạo. Phổ là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh. Thị là thị hiện. Hay nói cách khác, làm ra để cho bạn thấy. Làm ra mà bạn không thấy được thì không còn cách gì nữa. Đó là điều thần chủ biển Bửu Diễm Hoa Quang đã giác ngộ, điều Ngài đã tu học. Lại xem bài thứ 9: Ma quân quảng đại vô ương số, nhất sát na trung tất tội diệt, tâm vô khuynh động năng trắc lượng, kim cang diệu kế chi phương tiện. Đây là kim cang diệu kế chủ hải thần. Pháp môn Ngài đã tu học là bất động tâm công đức hải. Đó là điều chúng ta hiện nay phải học tập vô cùng bức thiết. Khóa học này, khoa mục này là điều chúng ta phải tu học bức thiết. Vì sao? Vì ngày nay xung quanh chúng ta sống toàn là ma. Quả thật là chúng ma quảng đại vô lượng vô biên. Các vị phải hiểu định nghĩa về chữ ma trước. Ma là gì? Là thân tâm trong đời sống của chúng ta cảm thọ chịu hành hạ. Ai nói chúng ta cảm thọ chịu hành hạ, đó chính là ma. Ma vốn dĩ chữ này là ma trong chiếc ma, phía dưới là chữ thạch. Kinh điển thời xưa, nếu chúng ta xem những tả kinh của người thời Hán Đường cất trong bảo tàng, dưới ma là tảng đá. Đem đổi chữ thạch này thành chữ quỷ, đó là do Lương Vũ Đế tạo. Ông cảm giác những hành hạ này rất đáng sợ, cho nên đổi chữ thạch thành chữ quỷ. Về sau, trong Kinh Phật cũng có dùng chữ này. Cho nên chúng ta nhìn thấy chữ này thì nghĩ đến Lương Vũ Đế. Quân là hình dung, là tỷ dụ. Phật trong Kinh Bát Đại Nhân Giác nói với chúng ta, ma có bốn loại lớn. Ma nhiều đi nữa cũng không ra khỏi bốn loại lớn. Loại thứ nhất là ngũ ấm ma, đó là thuộc về mình, không phải thuộc về bên ngoài. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó là ngũ ấm. Tâm Kinh là bộ kinh điển của Quán Thế Âm Bồ Tát. Mở đầu Tâm Kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà trong khoảng sát na hãy tiêu diệt. Chúng ta ngày nay không có trí tuệ này,
không biết chân tướng ngũ ấm, chúng ta chịu sự hành hạ này. Sắc đại trong ngũ ấm thì sắc là vật chất, là thân thể. Thân thể này là thuộc về sắc đại. Cấu thành của sắc là bốn loại hiện tượng, hoặc giả là bốn nhân tố: đất, nước, gió, lửa. Chúng ta gọi là tứ đại. Đất là vật chất chúng ta nói ngày nay, dùng đất để đại biểu nó. Khoa học hiện tại của chúng ta tương đối tiến bộ, biết hết thảy mọi hiện tượng vật chất là do nguyên tử điện tử cấu thành, dạng phương trình sắp xếp khác nhau. Bây giờ tiến bộ hơn, phát hiện các hạt sơ cấp còn nhỏ hơn điện tử. Nghe nói gần đây nhất lại phát hiện một loại gọi là quark, còn nhỏ hơn các hạt sơ cấp. Hết thảy đều là tổ hợp những vật chất. Kim Kim Cang giảng là nhất hợp tướng. Vật chất cơ bản là một. Mọi loại sắc tướng khác nhau là do nó cấu thành, dạng phương trình cấu thành không giống nhau. Vật chất cơ bản nó có bốn hiện tượng. Nó là một vật thể, là địa đại. Nó có nhiệt độ thì chúng ta gọi nó là hỏa đại. Nó có độ ẩm, đó là thủy đại. Nó là động, nó không phải đứng yên, thì chúng ta gọi nó là phong đại. Vật chất có bốn tính chất: địa, thủy, hỏa, phong. Khoa học gia thời nay không nói địa, thủy, hỏa, phong. Khoa học gia nói là gì? Là hạt mang điện. Mang điện âm là thủy đại, mang điện dương là hỏa đại. Nó quả thật là động, nó không phải là đứng yên. Cho nên tứ đại địa thủy hỏa phong là hình dung hiện tượng của sắc. Ngoại trừ vật chất còn có phương diện về tinh thần, có thọ, tưởng, hành, thức. Phật nói bốn thứ. Thọ là gì? Cảm thọ. Chúng ta có cảm thọ vui, giận, buồn, thích. Tưởng chính là vọng tưởng. Từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Niệm trước diệt thì niệm sau sanh. Hành có nghĩa là nói nó diễn diễn, không dở dang. Tức là vọng tưởng này không dứt, đó gọi là hành. Thức là nói chủng tử của sắc và tưởng.
Trong kinh luận Pháp Tướng Duy Thức nói rất tường tận, rất thấu triệt. Ngũ ấm mà chính là hai bộ phận sắc thân của chúng ta và tinh thần của chúng ta. Chúng ta ngày nay nói là hai bộ phận tâm và vật. Hai bộ phận này nếu bạn điều lý không tốt thì bạn có khổ thọ, bạn sẽ bị hành hạ. Chúng ta ngày nay nói thí như thân thể bệnh khổ, đó là sự hành hạ về sắc thân. Thống khổ về tinh thần là sự hành hạ về thọ tưởng hành thức. Cho nên gọi nó là ma, ngũ ấm ma là loại thứ nhất. Loại thứ hai phiền não ma. Sách dạy nhập môn của Pháp Tướng Tông là Luận Bách Pháp Minh Môn. Trong Luận Bách Pháp Minh Môn giảng cho chúng ta 26 phiền não, cũng tức là 26 loại phiền não. Trong mỗi loại đều là vô lượng vô biên. Phiền não căn bản có 6: tham, sân, si, mạn. Mạn là ngạo mạn, nghi là bạn hoài nghi đối với lời thánh nhân dạy. Bạn hoài nghi đối với quỷ thần sinh vật của không gian đa chiều. Cuối cùng là ác kiến. Ác kiến chính là rất nhiều kiến giả sai lầm của bạn. Sáu loại lớn này gọi là căn bản phiền não. Đó là ma. Bạn có những thứ này, thân tâm của bạn làm sao thanh tịnh? Làm sao bạn không bị hành hạ? Cho nên phiền não là thuộc về ma. Phiền não vô lượng, vô biên. Loại thứ ba là tử ma. Con người có sanh, ắt hẳn có tử. Tử sao lại là ma? Cả đời chúng ta nói là học Phật, học được cũng có thành tựu tương đối, nhưng vẫn không chứng quả, vẫn không khai ngộ là chết rồi. Tính ra bạn tu khá đấy, kiếp sau còn có thể được thân người, nhưng kiếp sau lại muốn học tiếp theo, chí ít là làm lỡ mười mấy hai chục năm. Mười mấy hai chục năm này điều kiếp trước đã học hình như quên sạch hết, tất cả phải khởi lại từ đầu. Đó là hành hạ. Ba loại này đều thuộc về bản thân, không thuộc về bên ngoài. Loại thứ tư lỡ bên ngoài. Bên ngoài danh xưng là thiên ma. Thiên ma có nghĩa là gì? Tất cả mọi cám dỗ bên ngoài thân tâm chúng ta. Đó gọi là ma. Cám dỗ này thời nay đặc biệt nhiều. Nói là mắt bạn nhìn, tai bạn nghe, khởi tâm động niệm, sanh khởi tham sân si mạn, sanh khởi thất tình ngũ dục. Rất nhiều thứ bên ngoài đang cám dỗ bạn. Bạn không biết, bạn không hiểu, đó là ma. Cho nên ngày nay thế gian này thực tại là rất đáng sợ. Ma quân quảng đại vô ương số, xung quanh chúng ta toàn là ma. Thời thời khắc khắc đều đang tìm bạn gây rắc rối. Bạn đừng cho là người này rất thích tôi, rất yêu tôi, họ đang tìm bạn gây rắc rối đấy. Họ khơi cho bạn tham sân si mạn.
Nhất sát na trung tất tội diệt. Đó là giác ngộ thật. Một niệm giác ngộ, ta minh bạch điều này rốt cuộc là chuyện ra sao. Đối với thân không tham luyến, bảo dưỡng nó không có nhu cầu quá nhiều. Đời sống rất khỏe mạnh, tùy thuận tự nhiên, đó là khỏe mạnh nhất. Nếu bạn đặc biệt yêu quý thân thể của bạn, đặc biệt bảo dưỡng thân thể này, càng yêu quý càng bảo dưỡng, phiền phức càng nhiều. Bạn sai rồi. Nếu bạn không yêu quý, không bảo dưỡng, bạn cũng sai luôn. Tóm lại mà nói, bạn khởi tâm động niệm là sai, bạn tùy theo tự nhiên là đúng. Đừng khởi tâm động niệm trên thân thể, bạn đều không mắc bệnh xấu gì. Thân thể của bạn khỏe mạnh, sống lâu thật sự. Tuy sống lâu nhưng nó không già nua. Vì sao? Tùy thuận tự nhiên, tất cả tùy theo nó, điều gì cũng tốt. Bất luận là ăn mặc dùng, môi trường sinh hoạt, mọi kiểu đều tốt, mọi kiểu đều rất xứng tâm như ý. Có cũng tốt, không có cũng tốt. Tâm ý của bạn khai giải, đó mới là đạo dưỡng sinh. Dưỡng tâm phải thanh tịnh, tâm không thể có điều gì. Lục Tổ Đàn Kinh nói hay lắm: bổn lai vô nhất vật, trong tâm vốn dĩ không có thứ gì. Cho nên tâm là tịnh, tâm là không. Thân, nếu thân động, thì thân phải vì tất cả chúng sanh phục vụ. Phải vì tất cả chúng sanh làm lao dịp. Thân này có giá trị, có ý nghĩa. Thân không phải dùng để hưởng thụ, thân là phải dùng để phục vụ. Tâm phải hư, hư thì linh, trí tuệ bèn khởi lên. Trong tâm còn có điều gì thì trí tuệ không có. Phàm phu khó ở chỗ nào? Trong tâm có ngã. Khởi tâm động niệm là ưu điểm của tôi, lợi ích của tôi, thế là xong rồi, mê rồi. Trong Đại Thừa Phật Pháp dạy chúng ta phải xoay chuyển lại ý niệm này. Khởi tâm động niệm không phải nghĩ cho mình, mà phải nghĩ đến chúng sanh, nghĩ đến xã hội. Làm sao phục vụ vì đại chúng xã hội? Làm sao giúp đỡ đại chúng xã hội? Lìa khổ được vui, đó chính là tâm của Phật Bồ Tát. Tuyệt đối không phải khởi tâm động niệm vì mình, thì con người bèn khai ngộ, con người bèn quay đầu, trong một sát na ma bị diệt. Sau khi giác ngộ, xung quanh họ toàn là Phật Bồ Tát. Khi mê thì xung quanh toàn là yêu ma quỷ quái. Tâm vô khuynh động, nan trắc lượng. Họ là dựa vào ý niệm này, tâm bất động. Bất động chính là thiền định thậm thâm. Na già thường tại định, không có khi chẳng định. Đó là Kim Cang Diệu Kỳ Chủ Hải Thần. Ngài đã đắc Kim Cang Đại Định.
có thể phá tất cả ma quân. Bài kệ cuối cùng: Phổ Ư Thập Phương Diễn Diệu Âm, Kỳ Âm Pháp Giới Mi Bất Chu, Thử Thị Như Lai Tam Muội Cảnh, Hải Triều Âm Thần Sở Hành Xứ. Đó là Hải Triều Lôi Âm Chủ Hải Thần, pháp ngài đắc trong kệ tụng hoàn toàn nói ra, hiển thị ra cho chúng ta. Chúng ta hoan hỷ vô cùng, vô cùng. Phổ Ư Thập Phương Diễn Diệu Âm, đây há không phải là giáo học xã hội đa nguyên văn hóa nói trong thời nay sao? Chẳng phân quốc gia, chẳng phân tộc loại, chẳng phân tôn giáo, địa phương nào có duyên thì đến đó. Phải biết Phật pháp là sư đạo, sư đạo có tôn nghiêm, chỉ nghe đến học chưa nghe đi dạy. Cho nên học yêu cầu cầu học. Chúng ta mới thật sự có thể được lợi ích. Tại sao? Tâm cầu học là chân thành cung kính. Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính được một phần lợi ích. Cầu học là bạn có tâm chân thành, có tâm cung kính. Còn đi dạy thì tâm thành kính của bạn bị hạ bậc. Bạn không có tâm thành kính, hay nói cách khác, bạn không được lợi ích viên mãn. Tại sao giáo viên dạy học khác với thầy truyền đạo? Truyền đạo nhất định là học sinh này đến cầu học, đó là thật sự có thể truyền pháp cho họ. Vì sao? Vì họ có tâm thành kính hoàn toàn. Dạy học bình thường đó là kết duyên với mọi người, được lợi ích bao nhiêu thì mỗi người không giống nhau. Người không được lợi ích thì gieo thiện căn cho họ, đó là đại từ đại bi. Người truyền pháp chân chánh thì người ấy là quý báu, đó không phải là người bình thường, cũng tức là hiếu thân tôn sư thật sự. Thực hành thập thiện thật sự, loại người này là người truyền pháp. Kỳ Âm Pháp Giới Mi Bất Chu. Như chúng tôi bây giờ, chúng tôi ở bất cứ nơi nào giảng kinh đều phát lên đường mạng, cả thế giới đều có thể thu về nghe được. Đó là trong địa cầu này. Trên thực tế là tận hư không biến pháp giới. Vì sao? Những người nào không cần dùng công cụ họ có thể thu được. Phải biết âm phát ra là một loại sóng. Chúng ta biết tốc độ của sóng âm không nhanh bằng sóng ánh sáng, nhưng pháp âm thì khác. Pháp âm tùy theo nguyện lực, tùy theo sóng tâm, sóng tư tưởng, trong sát na chạy khắp hư không pháp giới. Cho nên chúng ta có thể khởi cảm ứng đạo giao với tất cả chư Phật Như Lai trong hư không pháp giới. Đạo lý là ở đây. Trong một niệm của chúng ta với trời đất quỷ thần cũng có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Đó là đạo lý này. Sống tư tưởng, sống tâm, một niệm thì trọn khắp pháp giới. Sống của ánh sáng, điện từ không thể sánh bằng nó. Huống gì đây là cảnh giới tam muội trong quả địa Như Lai.
Hải triều âm. Ngài thấy rõ phương pháp Ngài thực hành hoàn toàn tương đồng với cảnh giới Phật. Ngài khế nhập pháp giới là ví dụ rất rõ ràng. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.